Rồi cô bác, lúc này mình đã chuyển mấy cái cây tre ra tới ngoài này nè. Rồi bắt đầu mình sẽ kẹp vào những cái cây trụ đó để cho nó vững và nó có cái độ đồng nhất đó cô bác. Khi nó lún thì nó sẽ lún nguyên một dàn, thì cái khả năng chịu lực của nó rất là lớn. Còn bây giờ mình để riêng lẻ như vậy đó, thì nó sẽ lún từng cây, nó rất là khó. Thì vừa rồi mình cũng mới chạy đi nhận cái gói hàng bên ông anh nè cô bác, tại nhờ ông anh đặt mua không à, còn ở đây là nông thôn á, thì không có mua hàng qua mạng được cô bác. Cái này là thẻ nhớ, mấy cái thẻ nhớ 64 GB á cô bác, mua thêm để mà mình có đi vài ngày á, thì mình có thể có đủ cái thẻ nhớ để mình quay phim. Còn cái này là cái cảo của mình đây cô bác, để mình quay cô bác xem nha. Đấy, cảo đây. Này mới đem về luôn cô á, cái này là mở thật người thật việc thật luôn nha, chứ không có bài vẽ nữa cô á. Mới thấy dung nhan nó lần đầu tiên luôn nè. Em bắt con mèo lại cho cô á xem, nó bự hơn con mèo chút xíu. Đây nha, đẹp lắm nha cô á, có dây sẵn luôn nè, dây này là 8 mét đó cô á. Nè, cái hiệu của mình nè, hiệu là Hankook 1000 LPS Kenpo. Cái này không biết của Trung Quốc hay là của Việt Nam không biết. Để mình quay thử cho cô bác xem nha. Cái này là quay là hình như ở cái chỗ này nè cô á. Đó, mình sẽ gắn vào đây mình quay vậy nè. Trời ơi, không biết phải không, gắn lộn con ốc mà nó quay tào lao chứ. Quay vậy nha. Trời ơi, sao mình nó có cái gì đó nó khai khai. Nó có con chó ở đây nè cô bác, nó có con chó đây nè. Cái mình sẽ quay gì nè, quay không được nữa đó, mình sẽ quay gì nè. Quay gì nó mới đúng hướng nè cô bác. Rồi ơi ơi, đã lắm nghe, xứng đáng đồng tiền cô bác. Cái này là mấy trăm ngàn. Để coi coi nha. Cái này là 394 ngàn thôi cô bác. Đó. Còn thẻ nhớ này 398 ngàn. Trời, 2-3 món đồ đó. Rồi chắc này mình thành công nó nhỏ xíu thôi cô bác thấy nè. Về ngang nó khoảng chừng 1,5 tấc của mình thôi cô bác. Để mình sẽ lắp lên và kéo thử nha, chưa xong cái vàng nữa mà bây giờ lắp lên thử cái trước đã, và mình sẽ buộc những cái cây sau. Thank you.
con dây buộc đỡ được cảo cái máy lên đỡ đêm nay nha. Rồi đó cô, chắc là khoảng 7 giờ thì rất là mình sẽ cảo cái lần đầu tiên nha cô bác. Thật sự là không biết nó thành công hay không, nhưng mà cái lần đầu tiên là mình sẽ cố tình mình quay nó thật để cô bác xem thử coi kết quả của mình nó sẽ ra sao ha. Cái này là mình chỉ làm tạm đỡ kéo đêm nay thôi cô bác. Ngày mai thì mình sẽ làm cái bệ đỡ của cái vỏ chính thức rồi. Chứ bây giờ mình chỉ cuộc dây thôi, cuộc dây ở dưới cái vỏ đó đó cô bác. Chắc là mình sẽ cảo lên thử coi được hay không nha. Không có được im lắm cô bác, nghĩa là hiện tại là nó chỉ cao hơn cái mặt nước khoảng 2 mét thôi cô bác. Ý của mình là lên khoảng chừng 3 mét đó mới vừa, mà hiện tại nó là chỉ lên được khoảng 2 mét thôi là nó đã đụng dây ở trên này đó cô bác. Tại vì do đây là cái vàng mình làm tạm á cô bác, làm tạm thời đó, thành ra cái cọng dây nó giãn, nó chưa có chính thức. Ngày mai mình sẽ làm cái cây bằng sắt, cái xuôi bằng sắt, rồi làm những cái ống nước hoặc là vỏ xe bợ ở dưới nữa, rồi nhiều món lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình chỉ đỡ tạm thời vậy thôi đó, vậy là xem như là đã thành công một phần nào đó chứ cô bác. Nhưng mà cái độ cao nó chưa có vừa ý. Còn cái cảo này thì cảo hơi nặng đó cô bác. Cảo này tải trọng nó 360 kg, nhưng mà cái vỏ này mình cảo cái khúc cuối lên trên đó cô bác là nó hơi nặng tay đó. Cái cảo hơi mệt á. Nếu được cái cảo khoảng chừng 1 tấn ha, mình kéo cái này thì nó nhẹ, cái này thì khoảng 100 ngoài ký thôi cô bác, vỏ với máy á. Nhưng mà cái cảo này nó hơi nặng. Vậy là cũng tạm thành công rồi đó, tại vì đằng mũi mình còn dằn một cái cục đá ở mũi nữa cô bác, thành ra nó hơi nặng. Đáng lẽ mình dục cái cục đá lên trên để cho nó nhẹ cảo luôn cái cục đá nữa, thành ra nó nặng thêm 20-30 kg nữa đó. Vậy là xem như là mình tạm thời cảo cái máy lên được rồi đó, rồi mai mình sẽ làm hoàn chỉnh rồi quay tiếp. Rồi cô bác, vậy là sáng nay mình sẽ tiếp tục cái công trình cái dàn cảo này. Đây là cái tiếp 27 đó cô bác. Mình sẽ chế một cái dàn đà ở dưới để bợ cái xuồng nó lên đó cô bác. Để bợ lên mình làm sao để cho thiệt là gọn và mình có thể cảo được lên cao nhất. Thành ra cái dàn bợ này mình sẽ suy nghĩ rồi sẽ chế ra sao cho nó thiệt là ngắn gọn thôi để mình cảo được cao. Còn nếu như mình làm gồ ghề quá thì mình cảo nó đụng ở trên không có cao được đó cô bác. Và nếu như lớn quá thì nó sẽ cản trở hai bên, kéo lên cũng không được luôn. Để mình suy nghĩ chút xíu rồi bắt đầu sẽ tiến hành cắt
cái cây này, làm cái giàn đà để cạo cái xuồng lên ha cô bác. Thank you.
được quá. Làm cái giàn để kéo cái xuồng lên rồi của cái bờ ở dưới đó. Mới buộc dây xong rồi. Bây giờ mình kéo thử coi nó thành công hay không. Cái giàn bờ cái xuồng lên đó của. Rồi mình sẽ cải tiến nữa. Chứ cái này thật sự là lần đầu tiên mình làm mà thành ra không biết nó thành công hay không. Nãy giờ mới căng dây để cho nó thẳng để mà mình níu là ở giữa vô cái móc đó cô bác. Chắc này mình mới cảo nè. Nhưng mà mình để nhích nhích cái lợi xích đằng sau một chút xíu nữa. Sợ cái đầu này của cái máy nó nặng á cô bác. Cái nó tuột xuống dưới là kỳ lắm ạ. Bây giờ mình thử không biết thành công hay không nha. Cô bác xem nha. Xa xa chút xíu để mình coi. Rõ chút xíu. Rồi, cảo sao mà nó rớt xuống một cái anh cái không biết ăn nói sao nè. Chưa được à cô bác ơi, nó lệch rồi. Có nghĩa là mình chưa có định hình được là cái khung nó để ở khoảng nào của cái vỏ là mình cảo lên là cái vỏ nó giữ thăng bằng đó cô bác. Hồi nãy là mình để cái đầu ở gần ở cuối này, cái thành ra là nó chúi cái mũi đằng kia xuống. Cái đầu thằng này thì lên tuốt trên trời. Rồi giấc này mình sẽ đẩy cái vàng này nhích tới chút xíu. Để mình coi cái độ nào vừa cái mơ mốt mình cứ y cái mẫu đó là mình kéo lên là ok. Rồi cô bác, cuối cùng mình cũng thành công rồi đó. Thì hiện tại là mình cảo ở đây là cách mặt nước là khoảng 2 mét rưỡi đó cô bác. Nhưng mà mình lên khoảng chừng 1 mét nữa mới hết cái cọng dây của mình. Nhưng mà hiện tại mình chưa có dám kéo cao hùng cô bác. Không biết cái tời của mình nó có trục trặc gì không. Thì tại mình chưa có làm những cái món đồ để mà mình bảo vệ cho nó an toàn đó cô bác. Có nghĩa là mình sẽ đục một cái lỗ và một cái miếng dán rồi vân vân. Mình sọt cái cọng dây cáp ra ở giữa để giả sử như cọng dây cáp nó có đứt đó cô bác, nó không có búng lên mình, tại vì mình đứng trên mình quay rất là nguy hiểm, thành ra không có dám kéo cao hung. Để xong hết rồi mình mới cho nó lên tới trên. Hiện tại là khoảng 2 mét rưỡi đó cô bác. Cái tờ này thì kéo cũng hơi nặng ạ. Nó quay cũng hơi nặng chút xíu. Nhưng mà nữa mình sẽ bắt những cái cầu ra để mình quay thì nó dễ hơn. Còn hiện tại thì mình gần như là thành công rồi đó cô bác. Và cái khung này mình làm cũng rất đơn giản, vậy là cũng được rồi đó. Một cây tiếp 27 thôi đó, cái khung vuông đó cô bác đó, vậy là xong rồi đó. Thành công rồi. Bữa nay chỉ là mới có khâu thí nghiệm thôi nha cô bác. Mình còn gác những cây đà xui nữa đó nè. Rồi khi mình kéo cái vỏ lên trên tới đây phải không? Mình sọt cái cây ngang cái, hạ cái cảo xuống.
À, cảo xuống là cái xuồng của mình là nằm ở giữa trên khơi đó, cái cảo nó sẽ không có bị treo nặng, thời gian lâu thì nó sẽ đứt dây á cô, thành ra mình kéo lên một cái mức vừa phải, sọt cái cây ngang rồi hạ cảo xuống, bỏ cái máy ở trên cái giàn này thì là ngon lành ha. À, còn hiện tại thì mình gần như là thành công rồi đó cô. Rồi vậy là mình ngưng tại đây ha, bữa nay là 14 tháng giêng rồi. À, tranh thủ đi chùa cái rồi mai mốt mình sẽ quay những cái khâu tiếp theo để làm cho nó hoàn chỉnh cái khung này luôn cô bác. Chắc thì mệt quá, nói chuyện hết cả hai rồi, thôi mình ngưng đây ha.